Chào quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị, tại cuộc luận kiếm Hoa Sơn, toàn chân giáo chủ Vương Trùng Dương võ công cao nhất nên được giữ hai quyển thượng và hạ bộ cửu âm chân kinh. Vương chân nhân không luyện võ công trong đó, mà đệ tử toàn chân cũng vậy. Y chỉ cất giữ để tránh cho võ lâm một trường đại họa. Yên bình được một thời gian, về sau Vương chân nhân qua đời lại xảy ra một trường sóng gió. Nhiều cao thủ đến đánh để cướp bộ kinh. Âu Dương Phong cũng đến, đánh Chu Bá Thông rất cành cây, và bàn thờ cướp bộ kinh bị Vương Trùng Dương bật nắp quan tài, đánh y một chiêu nhất dương chỉ vào giữa trán, hủy hết võ công cáp mô công. Y bỏ về Tây Vực từ đó cho đến nay. Sau đó, trước khi tắt hơi, Vương chân nhân yêu cầu Chu Bá Thông giấu quyển thượng một nơi. Khi họ Chu mang quyển hạ đến cất giấu ở núi Nhạn Đăng, thì trên đường gặp vợ chồng Hoàng Dược Sư. Y bị họ dụ thi bắn bi thua. Vợ mới cưới của Hoàng Lão Tà được xem quyển hạ hai lần, đã ghi nhớ hết vào đầu. Y lại bị họ lừa dối, nói khích đến tức giận, xé nát quyển kinh. Sau này, biết vợ chồng Mai Siêu Phong trộm quyển hạ cửu âm chân kinh từ đảo Đào Hoa, luyện cửu âm bạch cốt trảo, Chu Bá Thông đến đảo Đào Hoa hỏi chuyện Hoàng Dược Sư, rồi bị giữ lại đảo 15 năm nay. Mặt trời lên tới đầu, người lão bộc kia lại mang cơm tới. Ăn cơm xong, Chu Bá Thông nói: "Ta tốn mất 15 năm trên đảo Đào Hoa, nhưng cũng không phải bỏ phí thời gian. Ta ở trong động này không bị phân tâm, võ công luyện được cũng bằng luyện ở chỗ khác 20 năm. Chỉ là luyện một mình buồn lắm. Tuy nhiên, biết mình có tiến bộ, nhưng khổ cái không có ai để chiết chiêu. Chỉ còn cách lấy tay trái đánh nhào với tay phải." Quách Tĩnh ngạc nhiên nói: "Tay trái mà có thể đánh nhào với tay phải à?" Chu Bá Thông nói: "Ta giả tay phải là Hoàng Lão Tà, tay trái là Lão Hoàng Đồng. Tay phải một chưởng đánh qua thì tay trái đỡ ra trả lại một quyền, cứ thế mà đánh nhau." Nói xong, lập tức hai tay ra chiêu, tay trái công, tay phải thủ, đánh nhau rất ác liệt. Quách Tĩnh lúc đầu thấy rất buồn cười, nhưng nhìn qua vài chiêu, chỉ thấy quyền pháp trên hai tay y vô cùng ngụy dị, ảo diệu, không sao ngờ được, không kìm được sửng sốt, xuất thần. Người học võ trong thiên hạ, hai tay bất kể là dung quyền phát chưởng, múa đao sử thương, nếu không tấn công đối phương, thì là bảo vệ mình. Nhưng Chu Bá Thông hai tay lại chiết chiêu đánh nhau, mỗi chiêu mỗi thức đều là tấn công vào chỗ yếu hại của mình, đồng thời lại giải khai những chiêu số tấn công của tay kia. Vì vậy, chiêu số trên hai tay cũng phân biệt hẳn ra, đúng là loại quái quyền chưa nghe chưa thấy. Chu Bá Thông đánh một hồi, Quách Tĩnh chợt nói: "Đại ca, tại sao chiêu ấy của tay phải ngươi lại không dùng hết sức?" Chu Bá Thông dừng tay, cười nói: "Người nhãn quan cũng khá lắm. Thấy chiêu này của ta không dùng hết sức. Nào, 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 người tới đây, thử xem." Nói xong, dung chưởng đánh ra. Quách Tĩnh cũng giơ chưởng, đón đỡ. Chu Bá Thông nói: "Người cẩn thận nhé, ta muốn xô người qua bên trái đấy." Câu nói chưa dứt, kình lực đã phát ra. Quách Tĩnh được y nói trước, đã đề phòng sẵn rồi. Dùng hàng long thập bát chưởng đánh trả một chưởng. Hai người chưởng lực chạm nhau, Quách Tĩnh lùi lại 7-8 bước, chỉ cảm thấy cánh tay tê rần. Chu Bá Thông nói: "Chiêu này ta dùng đủ kình lực, nhưng bất quá chỉ hất được người ra. Bây giờ ta dùng kình không đủ, người lại thử nữa xem." Quách Tĩnh lại bước lên đối chưởng với y, đột nhiên cảm thấy chưởng lực của y chợt phát chợt thu, chân đứng cũng không vững, ngã bổ về phía trước, bùng một tiếng đập trán xuống đất, lồm cồm bò dậy, sửng sốt đứng ngay ra. Chu Bá Thông cười nói: "Người đã hiểu ra chưa?" Quách Tĩnh lắc đầu nói: "Không hiểu." Chu Bá Thông lại nói: "Đạo lý này á là ta khổ luyện trong động hơn 10 năm chợt hiểu ra. Lúc sư ca ta còn sống từng nói với ta về yếu chỉ lấy hư đánh thực, lấy cái không đủ thắng cái có thừa. Lúc ấy ta chỉ cho rằng đó là đạo lý
tu tâm dưỡng tính của đạo gia. Nghe xong cũng không để ý mấy. Đến 5 năm trước lúc dùng hai tay đánh nhau đây, mới đột nhiên hiểu ra, chỗ tinh diệu trong đó chỉ có thể lấy ý mà hiểu. Ta cũng không thể nói rõ được. Sau khi ta thông suốt được chỗ ấy, cũng không dám tin chắc. Huynh đệ, người tới đây, chiếc chiều với ta thì không còn gì tốt hơn. Người đừng sợ đau, ta sẽ đánh người ngã thêm mấy lần đó. Y thấy Quách Tĩnh trên mặt có vẻ khó khăn, bèn nài nỉ. Hảo huynh đệ, ta ở đây 15 năm, chỉ mong có người chiếc chiều thử với ta. Mấy tháng trước con gái hoàng lão ta tới đây trò chuyện giải sầu với ta. Ta đang muốn dụ y thị động thủ, nào ngờ hôm sau y thị lại không tới nữa. Hảo huynh đệ, ta nhất định không đẩy người nặng quá đâu. Quách Tĩnh thấy hai tay y dung dung muốn thử, trên mặt tỏ vẻ rất hăm hở. Bèn nói, ngã vài cái cũng có đáng gì đâu. Rồi phát chưởng chiếc chiêu với y vài hiệp, đột nhiên thấy chưởng lực của Chu Bá Thông chợt mất tâm, thù thế không kịp, ngã nhào xuống đất, lại bị y dùng tay trái mà đánh ra. Thân hình trên không tự chủ được lộn đi một vòng, vai trái đập xuống đất, ngã một cái rất đau. Chu Bá Thông trên mặt hiện vẻ xấu hổ, nói, hảo huynh đệ, ta cũng không để người phải ngã không đâu, ta sẽ đem thủ pháp đánh ngã người nói lại cho người nghe. Quách Tĩnh nhịn đau bò dậy, bước tới gần y. Chu Bá Thông nói, trong đạo đức kinh của lão tử có câu, nắng đất làm vật đựng, nhờ chỗ không có đất mới có công dụng để đựng, soi tường làm nhà ở, nhờ chỗ không có tường mới có công dụng để ở. Người hiểu câu ấy không? Quách Tĩnh cũng không biết câu ấy viết thế nào, tự nhiên là không hiểu rồi, chỉ cười mà lắc đầu. Chu Bá Thông thuận tay cầm một cái bát ăn cơm lên, nói, đây, cái bát này á, ở trong rỗng mới có thể có công dụng chứa thức ăn, còn nếu nó đặt như một viên gạch thì làm sao có thể đựng cơm được. Quách Tĩnh gật gật đầu, rồi nghĩ thầm, đạo lý này nói ra thì rất nông cạn, chỉ là mình chưa từng nghĩ tới. Chu Bá Thông lại nói, xây dựng nhà cửa, trổ soi cửa sổ, chỉ vì giữa 4 bức vách là chỗ trống, gian phòng mới chứa người được. Nếu trong phòng không có chỗ trống, thì cho dù có cửa cũng không có chỗ trống. Chất một đống gạch ngói gỗ đá đầy bên trong, thì không có chỗ nào có thể ở được. Quách Tĩnh lại gật gật đầu, trong lòng như có chỗ sực hiểu ra. Chu Bá Thông lại nói, võ công thượng thặng nhất của phái Toàn Chân bọn ta thì yếu chỉ là ở hai chữ không nhu. Đó chính là cái dẫn nói là đủ mà như thiếu, công dụng không tệ. Đầy mà như không, công dụng không cùng. Rồi đem ý tứ 4 câu ấy giải thích lại một lượt. Quách Tĩnh nghe thế, im lặng suy nghĩ. Chu Bá Thông lại nói, võ công của Hồng Thất Công sư phụ người là tuyệt đỉnh trong ngoại gia. Tuy ta biết một ít yếu quyết công phu nội gia của phái Toàn Chân, nhưng chắc cũng còn chưa phải đối thủ của y. Chỉ là công phu ngoại gia luyện tới mức như y, e đã tới chỗ tột cùng. Nhưng võ công của phái Toàn Chân thì không có chỗ dừng. Như ca ca người đây thì chỉ mới là người thấy đường vào mà thôi. Năm xưa sư ca ta giành được danh hiệu thiên hạ đệ nhất, quyết không phải là nhờ khí lực mạnh mẽ. Nếu y còn sống đến hôm nay, tu luyện thêm 10 mấy năm lại tỉ võ với bọn Đông Tà Tây Độc, thì quyết không phải tới mức 7 ngày 7 đêm. Ta thấy chỉ trong vòng nửa ngày là có thể thu phục được họ rồi. Quách Tĩnh nói, Dương chân nhân võ công thông quyền, huynh đệ chỉ hận không có phúc đức được bái kiến. Hàng Long thập bát chưởng của Hồng Ân Sư là võ công chí cường trong thiên hạ. Vậy thì thủ pháp mới rồi đại ca dùng để hất ngã huynh đệ là võ công chí nhu trong thiên hạ. Không biết có phải như vậy không? Chu Bá Thông cười nói, đúng thế, đúng rồi đó. Tuy nói nhu có thể khắc cường, nhưng nếu Hàng Long thập bát chưởng của người
mà luyện được tới mức như Hồng Thất Công thì ta không khác được ngươi. Đó là vì công lực sâu nông thế nào thôi. Mới rồi ta đẩy ngươi ngã là thế này. Ngươi nhìn cho kỹ đây. Rồi đứng lên, làm động tác chậm rãi. Nói rõ sử kình như thế nào, vận công như thế nào. Y biết Quách Tĩnh lãnh hội rất chậm, nên giảng giải vô cùng chu đáo. Quách Tĩnh thử vài mươi lần, nhờ có căn bản nội công của phái Toàn Chân, nên cũng dần dần hiểu được. Chu Bá Thông cảm mừng, kêu lên. Huynh đệ, nếu ngươi không còn đau, thì ta xô ngươi lần nữa nha. Quách Tĩnh cười nói. Đau thì không có đau, nhưng lại không nhớ được chiêu ngươi vừa dạy này nữa. Rồi ngưng thần suy nghĩ, im lặng mà ghi nhớ. Chu Bá Thông không ngừng thúc giục. Mau lên, nhớ xong chưa? Mau lên đây, lại đây. Cứ quấy rầy y như thế. Quách Tĩnh ghi nhớ lại càng chậm. Lại qua khoảng một bữa cơm mới nhớ kỹ được chiêu ấy, lại chiếc chiêu với Chu Bá Thông, lại bị y hất ngã. Hai người ngày đêm không ngừng, cứ thế chiếc chiêu với nhau. Chu Bá Thông lại đem 16 chữ khẩu quyết của Không Minh Quyền giảng giải cho y. Quách Tĩnh còn trẻ, phải ngủ đủ giấc. Nếu không, Chu Bá Thông quen không ngủ cũng đòi chiếc chiêu với y rồi. Quách Tĩnh bị ngã toàn thân bầm tím, trước sau ngã 700-800 lần. Nhưng nhờ thân thể rắn chắc mới cắn răng đứng dậy được. Chu Bá Thông trong động 15 năm, ngộ ra được 72 lộ Không Minh Quyền, đều dạy hết cho y. Hai người nghiền ngẫm, rèn luyện võ công cũng không biết qua bao nhiêu ngày. Quách Tĩnh tuy sớm tối nhớ Hoàng Dung, nhưng không sao đi tìm, chỉ đành cố chờ. Mấy lần muốn theo người lão bộc câm điếc đưa cơm đi dò xét, nhưng đều bị Chu Bá Thông giữ lại. Một hôm ăn cơm trưa xong, Chu Bá Thông nói: "Kho Không Minh Quyền này ngươi đã học hết rồi đó. Từ nay trở đi ta cũng không đánh ngã được ngươi nữa. Hai chúng ta đổi chơi trò khác nha." Quách Tĩnh cười nói: "Hay lắm, chơi thế nào?" Chu Bá Thông nói: "Chúng ta chơi trò bốn người đánh nhau." Quách Tĩnh ngạc nhiên nói: "Bốn người à?" Chu Bá Thông nói: "Không sai chút nào, bốn người. Tay trái ta là một người, tay phải ta là một người, hai tay người cũng là hai người. Bốn người này không ai giúp ai, chia thành bốn phe đánh nhau một trận, nhất định rất thú vị." Quách Tĩnh trong lòng chợt vui vẻ, cười nói: "Chơi như thế nhất định là vui rồi. Chỉ đáng tiếc hai tay ta lại không thể chia ra đánh nhau được." Chu Bá Thông nói: "Thì ta sẽ dạy cho ngươi. Bây giờ chúng ta cứ chơi trò ba người đánh nhau trước đã." Rồi hai tay chia làm hai người, cùng Quách Tĩnh so quyền chiết chiêu. Y một người chia làm hai người, mỗi tay dùng một công phu, nhưng không kém gì hai tay cùng sử dụng. Chỉ là mỗi khi tay trái đang dùng Quách Tĩnh tới chỗ không còn cách nào chống cự, thì tay phải lại đánh tới, khiến tay trái phải thu về. Lấy hai chống một như thế thì Quách Tĩnh chiếm được thượng phong. Hai tay y lại liên kết với nhau, cũng giống như thế tam quốc ba nước tranh giành. Hai người đánh nhau một trận rồi buông tay nghỉ ngơi. Quách Tĩnh cảm thấy rất thích thú, lại nhớ tới Hoàng Dung, nghĩ thầm: nếu có Dung Nhi ở đây, ba người chơi trò lục quốc giao binh, nàng nhất định sẽ vô cùng thích thú đây. Chu Bá Thông rất hào hứng, vừa thấy Quách Tĩnh hơi thở trở lại bình thường, lập tức đem công phu hai tay đánh nhau dạy cho y. Bản lĩnh này lại còn khó hơn Không Minh Quyền vài phần. Thường có câu: lòng không thể dùng nào hai việc. Lại cũng có câu: tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn, thì không ra hình thù gì cả. Thuật hai tay đánh nhau lại chính đòi hỏi người ta phải lòng có thể dùng vào hai việc. Mà lúc nghiền ngẫm tập luyện thì phải bắt đầu từ chỗ tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn. Quách Tĩnh lúc mới luyện, hai tay vẽ ra không phải cùng hình vuông thì là cùng hình tròn. Có khi vuông không ra vuông, tròn không ra tròn, khổ luyện rất lâu. Không biết thế nào, sau cùng lại lãnh hội được yếu quyết. Hai tay có thể vẽ vuông, vẽ tròn, tùy ý. Chu Bá Thông vô cùng vui vẻ, nói: "Nếu người chưa từng luyện qua nội công của phái Toàn Chân ta, có thể vừa giữ thần bên trong, vừa dông thần bên ngoài,
thì làm sao có thể luyện thành công phu mỗi tay vẽ một hình mau lẹ như thế được. Bây giờ người đưa tay trái đánh Nam Sơn Quyền, tay phải dùng diệt nữ kiếm đi. Đó là võ công Quách Tĩnh học được của Nam Hy Nhân và Hàng Tiểu Oanh từ nhỏ. Lúc sử dụng không cần cố gắng vận dụng tinh thần, nhưng muốn hai tay chia ra đánh thì vô cùng khó khăn. Chu Bá Thông vì muốn chơi trò bốn người đánh nhau với y vô cùng sốt ruột, cho nên ra sức chỉ giáo yếu quyết cho y. Qua vài hôm, Quách Tĩnh đã hiểu được thuật song thủ hổ bát. Chu Bá Thông cảm mừng nói: "Nào nào, tay phải người và tay trái ta là một phe, tay phải ta và tay trái của người là địch nhân. Đôi bên tỷ thí võ nghệ với nhau nhé." Quách Tĩnh còn trẻ, đối với những trò chơi này há lại không thích thú sao? Lúc ấy, tay phải y và tay trái Chu Bá Thông liên kết với nhau đánh tay trái y và tay phải Chu Bá Thông. Trận đánh này rõ ràng trong đời y chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe qua. Lúc đánh nhau với Chu Bá Thông lại không ngừng giảng giải tấn công như thế nào cho lợi hại, phòng thủ như thế nào cho chắc chắn. Quách Tĩnh nhất nhất đều ghi nhớ trong lòng. Chu Bá Thông chỉ là thấy trò chơi này thú vị. Nào ngờ qua lần này, Quách Tĩnh lại học được một công phu kỳ quái ngàn năm chưa từng có. Một hôm, y chợt nghĩ: "Nếu hai chân cũng có thể đánh nhau, thì ta và y, hai người, há lại không chơi được trò tám người đánh nhau sao?" Nhưng biết nói ra câu ấy ắt gặp đại họa, cho nên rút lại, vẫn nhịn mà không nói ra. Lại qua mấy ngày, hôm ấy Quách Tĩnh lại chiếp chiêu với Chu Bá Thông. Lần này là chia thành bốn bên đánh nhau lộn bậy. Chu Bá Thông vô cùng cao hứng, vừa đánh vừa cười rộ. Quách Tĩnh rốt lại công lực còn kém, hai tay đều đón đỡ không được. Tay phải vừa gặp nguy, tay trái tự nhiên lại chọc qua cứu viện. Chu Bá Thông quyền pháp vô cùng mau lẹ, Quách Tĩnh càng không thể khôi phục cục diện bốn tay đánh nhau, lại thành cục diện hai tay hợp lực thành ba phe đánh nhau. Chỉ là lúc ấy y đã hiểu rõ quyền lộ của pho quái quyền này, hai tay hợp lực cũng có thể chống được một tay của Chu Bá Thông. Chu Bá Thông ha hả cười nói: "Ngươi không giữ đúng quy củ." Quách Tĩnh đột nhiên nhảy ra, ngẩng người nửa ngày rồi kêu lên: "Đại ca, ta nghĩ ra một chuyện." Chu Bá Thông hỏi: "Là chuyện gì vậy?" Quách Tĩnh nói: "Chiêu số quyền lộ trên hai tay người hoàn toàn khác nhau, ha, không phải là như hai người cùng lúc ra chiêu sao? Lúc lâm địch chỉ cần sử dụng công phu này thì sẽ thành hai người đánh một. Công phu này rất hữu dụng đó. Tuy nội công không thể tăng lên gấp đôi, nhưng về chiêu số thì đã chiếm tiện nghi rất lớn rồi." Chu Bá Thông chỉ vì ngồi lì trong động lâu năm, mười phần tịch mịch, mới nghĩ ra lưới song thủ hổ bát này để chơi đùa, chứ chưa hề nghĩ tới công dụng khắc địch chế thắng của nó. Lúc ấy được Quách Tĩnh một câu nhắc nhở, bèn nghĩ lại hết một lượt công phu này từ đầu cho tới cuối, đột nhiên nhảy bật lên, chui vào trong động, chạy qua chạy lại, cười rộ lên không ngớt. Quách Tĩnh thấy y đột nhiên như bị trúng phong phát điên, trong lòng cả sợ, luôn miệng hỏi: "Đại ca, người sao thế? Bị làm sao thế?" Chu Bá Thông cứ cười rộ không đáp. Qua một lúc y mới nói: "Huynh đệ, ta ra động thôi, ta không cần đi tiểu tiện, cũng không cần đi đại tiện, mà là ta ra động đây." Quách Tĩnh nói: "Phải đấy." Chu Bá Thông cười nói: "Hiện tại võ công của ta đã là thiên hạ đệ nhất, còn sợ gì Hoàng Dược Sư nữa. Bây giờ chỉ cần y tới đây, ta sẽ đánh cho y một trận tơi bời qua lá." Quách Tĩnh nói: "Ngươi nắm chắc là sẽ thắng được y à?" Chu Bá Thông đáp: "Võ công của ta vẫn kém y một bậc, nhưng đã luyện thành công phu phân thân giáp kích này, lấy hai đánh một thì thiên hạ không còn ai thắng được ta nữa. Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, cho dù võ công cao hơn, cũng đánh thắng được hai lão ngoan đồng Chu Bá Thông sao?" Quách Tĩnh nghĩ thấy không sai, cũng mừng thay cho y. Chu Bá Thông lại nói: "Huynh đệ, chỗ tình yếu của công phu song thủ hổ bát này, người đã lãnh hội được tất cả. Bây giờ chỉ còn thiếu
quả hầu thôi. Vài năm nữa, luyện được thành thục như ca ca, võ công của người sẽ lập tức tăng lên gấp bội. Hai người cười cười, nói, đều vô cùng vui mừng. Trước đó, Chu Bá Thông chỉ sợ Hoàng Dược Sư tới làm khó mình, lúc ấy lại mong y tới cho mau, đánh nhau một trận để trút nỗi tức giận trong lòng. Y cứ chằm chằm nhìn ra phía ngoài, không chịu nổi nữa. Nếu không biết trên đảo có trận thế kỳ diệu, thì đã sớm xông ra tìm Hoàng Dược Sư rồi. Qua thời gian nấu chín một nồi cơm, người lão bộc câm điếc kia đưa cơm tới. Chu Bá Thông túm lấy y, nói: Mau đi gọi Hoàng Dược Sư lại đây, ta chờ y ở đây, cho nếm thử thủ đoạn của ta. Người lão bộc chỉ lắc đầu. Chu Bá Thông nói hết câu, mới sực nhớ ra, cười nói: Tao quên mất là y vừa câm vừa điếc. Rồi quay qua, nói với Quách Tĩnh: Tối nay hai chúng ta phải ăn no một bữa. Y đưa tay mở giỏ cơm ra. Quách Tĩnh nghe một mùi thơm sực lên, khác hẳn với thức ăn lâu nay. Nhìn qua một cái, thấy ngoài hai đĩa thức ăn, còn có một bát lớn gà nấu bí đao, chính là món mình thích nhất. Y giật nảy mình, cầm thìa lên, múc một thìa nếm thử. Canh gà, mùi vị đúng là do Hoàng Dung nấu. Biết Hoàng Dung nấu món này cho mình, bất giác tim đập thình thịch. Nhìn qua những món ăn khác, thấy không có gì lạ, chỉ là trong hộp có hơn 10 cái bánh màng thầu, trong đó có một cái dùng móng tay vẽ hình hồ lô lên, dấu vết rất nhạt, nếu không lưu ý, quyết không nhận ra. Quách Tĩnh biết cái màng thầu có chuyện, bèn nhặt lên, bóp một cái, xé làm hai, thấy bên trong lộ ra một viên sáp. Quách Tĩnh thấy Chu Bá Thông và người lão bộc kia đều chưa để ý, thuận tay bỏ luôn vào bọc. Trong bữa cơm ấy, hai người đều ăn không biết ngon. Một người nghĩ tới mình trong lúc vô ý lại luyện thành võ công tuyệt thế thiên hạ vô địch, tay phải cầm cái bánh màng thầu lên chưa ăn, tay trái đã đánh ra vài quyền. Đó cũng là hai tay cùng đánh, một tay cầm bánh, một tay ra quyền. Còn người kia thì chỉ vội vàng muốn ăn cho xong, để xem Hoàng Dung giấu thư từ gì trong viên sáp. Chu Bá Thông trong chớp mắt đã ăn xong, ưng ực húp cạn nước canh. Người lão bộc kia nhặt nhạnh chén bát cho vào giỏ bước đi. Quách Tĩnh vội rút viên sáp trong bọc ra bẻ đôi, lấy ra tờ giấy giấu bên trong, quả nhiên là thư của Hoàng Dung. Trên viết: Tĩnh ca ca, ngươi đừng sốt ruột, cha đã hòa hảo với ta rồi, để ta từ từ xin ông tha cho ngươi. Ở dưới đề hai chữ Dung Nhi. Quách Tĩnh sau lúc vui mừng như điên, đưa tờ giấy cho Chu Bá Thông xem. Chu Bá Thông cười nói: Có ta ở đây, y không thả ngươi cũng không được. Chúng ta ép y phải thả, chứ không cần xin xỏ. Nếu y không ưng thuận, ta bắt y nhốt vào động này 15 năm. Ái chà, không được. Không giam y lại là hơn. Đừng để y ở trong động, cũng luyện thành công kỳ diệu phân tâm nhị dụng, song thủ hổ bát. Nhìn thấy trời đã tối dần, Quách Tĩnh ngồi xếp bằng dẫn công, chỉ là trong lòng nhớ tới Hoàng Dung, rất lâu không tập trung được. Qua hồi lâu mới đạt tới chỗ Tĩnh thư quyền mặt, trong lòng không còn tạp niệm. Dẫn khí từ đan điền lưu chuyển khắp toàn thân mấy dòng, chợt nghĩ thầm: Nếu luyện được võ công thượng thừa, một người thành hai, hai tay chia ra giáp kích, bên trong dẫn khí cũng chia ra hai bên, không liên hệ gì với nhau mới hay. Lúc ấy, bèn dùng tay bịt một lỗ mũi, chia ra bên trái, hít vào, bên phải thở ra, bắt đầu luyện tập. Luyện được khoảng một canh, tự thấy hơi có tiến bộ, chợt nghe tiếng gió ào ào, vội mở mắt nhìn, chỉ thấy trong bóng đêm, râu tóc bay phất phơ. Chu Bá Thông đang luyện quyền. Quách Tĩnh mở to mắt, ngưng thần quan sát, thấy y tay trái sử dụng 72 lộ không minh quyền, tay phải đang đánh một chưởng pháp khác của phái Toàn Chân. Y xuất chưởng phát quyền rất chậm, nhưng chiêu nào đánh ra cũng rít gió ào ào, đủ thấy trong nhu có cương, kinh lực không phải tầm thường. Quách Tĩnh nhìn thấy vô cùng khâm phục. Thank you.
luyện tới mức vong hình, một người nhìn tới mức xuất thần. Chợt nghe Chu Bá Thông kêu lên: "Ái chà!" Kế đến, chát một tiếng, một vật đen bóng dài dài từ người y bay ra, đập vào gốc cây xa xa, như là bị y dùng tay mà ném ra. Quách Tĩnh thấy y loạng choạng một cái, giật mình bước mau tới hỏi: "Đại ca, chuyện gì thế?" Chu Bá Thông nói: "Ta bị rắn độc cắn rồi, đã buốt tới tận đỉnh đầu đây." Quách Tĩnh càng hoảng sợ, vội chạy tới bên cạnh, thấy Chu Bá Thông thần sắc thay đổi hẳn, đang đỡ vai y dìu vào trong động, xé một mảnh vải áo buộc vào đùi để chất độc nhất thời không lan lên trên. Quách Tĩnh lấy quả tập trong bọc ra, đánh lửa lên xem. Đột nhiên tim đập mạnh, chỉ thấy một bên bắp chân của y đã sưng lên, to gấp đôi lúc bình thường. Chu Bá Thông nói: "Trên đảo trước nay không có loại bức xà độc màu xanh này, không biết ở đâu tới đây nữa. Vốn là ta đang múa quyền, con rắn cũng không thể cắn trúng ta. Vì hai tay ta chia ra đánh hai loại quyền pháp, nên hơi bị phân tâm." Quách Tĩnh nghe y giọng nói rung lên, biết y trúng độc rất nặng, nếu không dùng nội công thượng thừa ngăn chặn chất độc thì đã hôn mê chết rồi. Trong lúc hoảng hốt, khom lưng hút chất độc từ vết thương của y, Chu Bá Thông vội kêu lên: "Không được, chất độc của con rắn này không phải tầm thường, người hút vào là chết đó." Quách Tĩnh lúc ấy chỉ muốn cứu mạng cho y, còn nghĩ gì tới sự an nguy của mình, tay phải đè chặt y xuống, không ngừng hút máu trên vết thương của y. Chu Bá Thông muốn xô ra cản trở, nhưng toàn thân đã mềm nhũn, không động đậy gì được, qua một lúc thì hoa mắt ngất đi. Quách Tĩnh hút một lúc, khoảng ăn xong bữa cơm thì đã hút được quá nửa chất độc ra, nhổ cả xuống đất, chất độc vừa giảm. Chu Bá Thông rút lại nội công thâm hậu, ngất đi nửa giờ thì tỉnh lại, hạ giọng nói: "Huynh đệ, nếu ca ca hôm nay phải giàu trời, lúc lâm tử được kết giao với một người anh em tình sâu nghĩa nặng như người thì ta cũng rất vui mừng." Quách Tĩnh và y tuy kết giao chưa bao lâu, nhưng hai người đều tính tình ngay thẳng, hiểu rõ lòng dạ của nhau, cũng như bạn tốt chơi với nhau đã mấy mươi năm. Lúc ấy thấy y dáng vẻ như sắp chết, bất giác nước mắt chảy ròng ròng. Chu Bá Thông cười thảm một tiếng, y nói: "Quyển Thượng Cửu Âm Chân Kinh đặt trong hộp đá dưới đất chỗ ta nằm, lẽ ra phải giao cho người mới đúng, nhưng người hút chất độc của bức xà, tính mệnh cũng không thể kéo dài. Chúng ta sẽ nắm tay nhau xuống suối vàng, rốt lại cũng không sợ không có người bầu bạn. Dưới cõi âm sẽ chơi trò bốn người, à không, bốn con ma đánh nhau chứ, kể cũng vui vẻ. Bọn đại đầu quỷ, vô thường quỷ ở dưới đó nhất định sẽ rất lạ lùng, mặt ma biến sắc." Nói tới đó y lại càng cao hứng. Quách Tĩnh nghe y nói mình cũng sẽ phải chết, nhưng lại thấy toàn thân không có gì khác lạ, lúc ấy bèn đánh quả tập lên muốn xem vết thương của y. Quả tập cháy một lúc chỉ còn một nửa, nhìn thấy sắp tắt, y thuận tay mò lấy tờ giấy trong cái bánh bao của Hoàng Dung, châm vào ngọn lửa, định tìm củi khô, lá khô trong động để đốt. Nhưng lúc ấy đang là mùa hè, cây lá đang xanh. Mò dưới đất một lúc, chỉ thấy toàn là cỏ xanh. Y sốt ruột, lại lục lọi trong bọc, xem có cái gì đốt được hay không. Tay phải mò vào túi, chạm phải một vật, không phải là vải, không phải là da. Nguyên là vật Mai Siêu Phong dùng để bọc thanh chủy thủ. Lúc ấy cũng không kịp nghĩ kỹ, lấy ra châm vào ngọn lửa, đưa lên mặt Chu Bá Thông, muốn xem sắc mặt của y ra sao. Dưới ánh lửa, chỉ thấy một làn khí đen xông lên bộ mặt xám quét của y. Bộ mặt bạch phát hồng nhan đã không còn tươi tắn nữa. Chu Bá Thông thấy ngọn lửa, đưa mắt nhìn y, cười khẽ một tiếng. Nhưng thấy sắc mặt Quách Tĩnh vẫn như thường, không hề có triệu chứng gì là trúng độc, không sao hiểu được. Đang còn ngẫm nghĩ, đưa mắt qua, thấy vật đang cháy trên tay y đầy những chữ. Ngưng thần nhìn kỹ, thấy toàn là khẩu quyết luyện công chi chít. Chỉ nhìn được hơn 10 chữ, đã biết ngay
là kim văn cửu âm chân kinh. Giật nảy mình, không kịp hỏi vật này từ đâu tới, lập tức giơ tay bóp tắt ngọn lửa, hít vào một hơi rồi hỏi: "Huynh đệ, người đã uống qua linh đan diệu dược gì? Tại sao nọc độc của bức xà lợi hại như thế mà không làm cho người bị thương?" Quách Tĩnh sửng sốt, nghĩ chắc vì mình đã uống máu con mãng xà của Sâm Tiên lão quái, bèn nói: "Ta từng uống qua máu của một con mãng xà, có lẽ nhờ vậy mà không sợ nọc rắn." Chu Bá Thông chỉ vào miếng da trên mặt đất, nói: "Đây là vật chí bảo, ngàn vạn lần không thể hủy được." Câu nói chưa dứt, đã bị ngất đi một lần nữa. Quách Tĩnh lúc ấy cũng bất kể là rất quý hay không rất quý, vội giúp y kích huyệt đẩy máu độc ra, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Mò tới bắp chân y thì thấy tay nóng ran, chỗ sưng càng to hơn. Chỉ nghe y lảm nhảm: "Bốn khùng mày, uyên ương chấp cánh muốn cùng bay." Quách Tĩnh hỏi ngay: "Ngươi nói cái gì?" Chu Bá Thông thở dài nói: "Đáng thương tóc trắng xua già tới, đáng thương." Quách Tĩnh thấy y thần trí hồ đồ, không biết nói gì, trong lòng lo lắng, chạy ra ngoài động, nhảy lên ngọn cây, cao giọng kêu lên: "Dung Nhi, Dung Nhi, Hoàng đảo chủ, Hoàng đảo chủ, cứu mạng với, cứu mạng." Nhưng đảo Đào Hoa chu vi mấy mươi dặm, địa phương rất lớn, chỗ Hoàng Dược Sư ở cách đó rất xa. Quách Tĩnh có gọi to hơn thì người khác cũng không sao nghe được. Qua một lúc, nghe trong núi vội đại tiếng: "Hoàng đảo chủ, cứu mạng với, cứu mạng." Quách Tĩnh nhảy xuống đất, bó tay không còn cách nào. Lúc nguy cấp, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên: "Nọc rắn đã không làm gì được mình, thì trong máu của mình hoặc giả có chất chống được nọc rắn." Không kịp nghĩ nhiều nữa, mò dưới đất lấy một cái chén mà Chu Bá Thông vẫn dùng uống trà, rút thanh chỉ thủ cắt lên tay trái mình một nhát để máu chảy vào chén. Một lúc máu tươi đông lại không chảy ra nữa, y lại cắt một nhát nữa, lại chảy thêm một ít máu tươi. Đỡ đầu Chu Bá Thông đặt lên đùi mình, tay trái bóp răng y, tay phải đem nửa chén máu đổ vào miệng y. Quách Tĩnh mất máu khá nhiều, cho dù thể chất tráng kiện cũng cảm thấy yếu ớt, vô lực. Đổ máu cho Chu Bá Thông uống xong, dựa vào vách đá, lập tức thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, chợt cảm thấy có người bó vết thương cho y. Mở mắt ra nhìn, thì trước mắt có một mớ tóc trắng rủ xuống. Chính là Chu Bá Thông. Quách Tĩnh cả mừng, kêu lên: Ngươi khỏe rồi." Chu Bá Thông nói: "Ta khỏe rồi, huynh đệ, ngươi liều mình cứu mạng ta. Bọn quỷ vô thường tới bắt ta, chắc là rất thất vọng đây. Biết khó nên lui rồi." Quách Tĩnh nhìn tới thương thế trên đùi y, thấy làn khí đen đã mất đi, chỉ còn sưng đỏ, nhưng rõ ràng không còn gì đáng ngại. Sáng sớm hôm ấy, hai người đều tĩnh tọa vận công, phục hồi nguyên khí. Ăn cơm trưa xong, Chu Bá Thông hỏi lai lịch của tấm da. Quách Tĩnh nghĩ một lúc mới bắt đầu nhớ lại. Lúc ấy, bèn kể việc nhị sư phụ Chu Thông trong Quy Dân Trang làm thế nào lấy được thanh chủy thủ trong người Mai Sư Phong. Sau đó, y có đọc chữ Sâm trên tấm da, thì một câu cũng không hiểu, bèn cho cả vào bọc, cũng không để ý gì tới. Chu Bá Thông trầm ngâm nửa ngày, không sao hiểu được lý do. Quách Tĩnh hỏi: "Đại ca, người nói cái này rất quý, vậy nó là cái gì thế?" Chu Bá Thông nói: "Ta phải xem kỹ mới có thể trả lời người được, nhưng không biết đây là thật hay giả nữa. Nếu lấy được từ chỗ Mai Siêu Phong, ắt là có đạo lý." Bèn đón lấy tấm da người, bắt đầu đọc từ đầu. Ngày trước, Dương Trùng Dương đoạt Cửu Âm Chân Kinh không hề có ý riêng tư.
chỉ là để tránh một trường đại họa cho Võ Lâm. Vì vậy, Diên Ngôn không cho người trong bản môn nghiên cứu luyện tập võ công trong kinh. Diên Ngôn của sư huynh thì Chu Bá Thông dĩ nhiên nói thế nào cũng không dám làm trái. Nhưng nhớ lại lời phu nhân của Hoàng Dược Sư có nói, chỉ xem mà không luyện cũng không kể là trái lời sư huynh. Vì thế, y ở trong động 15 năm, ngồi không buồn chán, đã... Ngồi không buồn chán, đã dở quyển thượng kinh văn học thuộc lòng. Phần ghi chép trong quyển thượng kinh văn đều là yếu quyết tu tập nội công của đạo gia và quyền kinh kiếm lý. Hoàn toàn không phải là công phu chân thực khắc địch chế thắng. Nếu chưa học tới pháp môn thực dụng trong quyển hạ, thì có biết yếu quyết, yếu chỉ cũng vô dụng mà thôi. Chu Bá Thông trong hơn 10 năm ấy, không ngày nào không nghĩ ngợi xem quyển hạ kinh thư ghi chép những gì. Cho nên, vừa thấy tấm da người, đã biết ngay là có liên quan với cửu âm chân kinh. Lúc ấy, lại nghĩ thêm một lúc, biết chắc đây chính là quyển hạ kinh thư có liên quan rất lớn với cuộc đời y. Y ngẩng đầu nhìn lên trên nóc động, cảm thấy khó nghĩ. Y hiếu võ như điên, nhìn thấy bộ kinh thư mà người học võ trong thiên hạ coi là chí bảo này, quả rất muốn nghiên cứu tu tập võ công trong đó một lần. Không phải để tranh giành danh tiếng, báo oán phục thù, cũng không phải hiếu thắng sinh cường, cậy đó hoành hành thiên hạ đâu, mà chỉ là sự tò mò khó đè nén của người học võ. Rất muốn biết luyện xong võ công trong kinh thư sẽ trở thành lợi hại như thế nào. Nhớ lại chuyện cũ sư ca nói, năm ấy Hoàng Thường đã duyệt qua 5.421 quyển Vạn Thọ Đạo Tạng. Suy nghĩ hơn 40 năm, rút lại, ngộ ra loại võ học có thể hóa giải chiêu số của tất cả các môn các phái. Những pháp môn kỳ diệu bao hàm trong đó tất nhiên không phải tầm thường. Hắc Phong Song Sát bất quá chỉ được quyển hạ mà thôi. Luyện được hai môn công phu mà đã có thể hoành hành giang hồ. Nếu biết được cả hai quyển thượng và hạ thì không cần phải nói. Nhưng di ngôn của sư huynh thì muôn vạn lần không thể làm trái. Nghĩ tới nghĩ lui, thở dài một tiếng, cuốn tấm da lại cho vào bọc, nhắm mắt tiếp đi. Ngủ được một giấc dài tỉnh dậy, y lấy cành cây đào đất trong hang, định đem tấm da chôn cùng chỗ với quyển thượng kinh văn. Vừa đào đất, vừa thở dài sườn sượt. Đột nhiên, y lại reo lớn. Phải rồi, đúng rồi, đây mới là cách trọn vẹn đôi bề. Nói xong, hô hô cười rộ, vô cùng cao hứng. Quách Tĩnh hỏi, đại ca, là cách gì thế? Chu Bá Thông lại không cười, không nói. Té ra, y chợt nghĩ ra một chủ ý. Quách huynh đệ hoàn toàn không phải là người của phái Toàn Chân mình. Mình đem võ công trong kinh dạy y, cho y học tất cả. Sau đó, nhất nhất biểu diễn lại cho mình xem. Ha, chẳng phải là thỏa mãn sao? Mà như thế, cũng không trái lời di huấn của sư ca. Đang định nói với Quách Tĩnh, chợt lại xoay chuyển ý nghĩ. Theo lời lẽ thì y rất căm ghét cửu âm chân kinh, nói nào là võ công âm độc tà ác. Thật ra chỉ vì Hắc Phong Song Sát chỉ có được quyển hạ kinh văn, không biết những pháp môn căn bản dạy cách dưỡng khí quy nguyên trong quyển thượng, cho nên đem võ công thượng thừa luyện thành tà môn. Mình không cần nói với y, để y luyện thành xong cho y quán sợ một phen. Lúc ấy, y đã biết được công phu rồi, cho dù có nổi giận cũng không làm sao bỏ được, há chẳng phải là rất thú vị hay sao? Y trời sinh tính tình bướng bỉnh nghịch ngợm, người ta mắng y, giận y không hề bực tức, thích y, thương y cũng không để ý. Chỉ muốn tìm đủ cách chọc ghẹo, chơi xấu người khác cho vui, không gì làm y vui vẻ bằng điều đó. Lúc ấy, trong lòng đã nghĩ được chủ ý, nhưng trên mặt không động thanh sắc, thản nhiên nói với Quách Tĩnh. Hiền đệ, ta ở trong động 15 năm, ngoài một pho không minh quyền và song thủ hổ bát để chơi đùa,
còn nghĩ ra rất nhiều công phu khác. Chúng ta rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi, để ta từ từ truyền cho ngươi được không? Quách Tĩnh nói. Thế thì không còn gì tốt bằng, chỉ là Du Nhi nói sẽ tìm cách thả chúng ta ra. Chu Bá Thông nói. Y thị đã thả chúng ta ra chưa đã? Quách Tĩnh nói. Chuyện đó thì chưa. Chu Bá Thông lại nói. Thế thì ngươi cứ vừa chờ y thị thả ngươi ra, vừa học công phu lại không được sao? Quách Tĩnh mừng rỡ nói. Dĩ nhiên là được. Công phu mà đại ca dạy nhất định là rất kỳ diệu rồi. Chu Bá Thông cười thầm trong bụng, nghĩ. Khoan hãy vui mừng, người mắc lừa lớn rồi. Lúc ấy, bèn công nhiên chọn mấy điều trong những yếu chỉ ghi trong quyển thượng của Âm Chân Kinh, nói cho y biết. Quách Tĩnh tự nhiên không hiểu. Lúc ấy, Chu Bá Thông cố gắng giải thích. Dạy xong pháp môn căn bản, Chu Bá Thông lại chiếu theo những quyền lộ kiếm thuật có liên quan trên tấm da người, từng chiêu nói cho y nghe. Chỉ là tự mình bước qua một bên, đọc xong thì quay lại truyền thụ. Lúc truyền thụ võ công thì không nhìn vào tấm da người cái nào để đề phòng Quách Tĩnh nghi ngờ. Lần truyền võ công này có thể nói là khác hẳn với lối dạy võ trong thiên hạ xưa nay. Người dạy lại hoàn toàn không biết gì về điều mình dạy. Y chỉ dùng miệng giảng giải, hoàn toàn không ra tay để làm mẫu. Chờ Quách Tĩnh học được vài chiêu võ công trong kinh thư, y bèn đem võ công của phái Toàn Chân chiết chiêu thử quyền. Quả nhiên, thấy võ công trong kinh kỳ diệu vô cùng. Như thế qua mấy hôm, cách thức kỳ diệu có hiệu quả. Võ công ghi chép trong Cửu Âm Chân Kinh dần dần trút lên người Quách Tĩnh mà y hoàn toàn bị che giấu, không hề biết gì. Chu Bá Thông không kìm được vui vẻ, ngay cả lúc ngủ mơ cũng thỉnh thoảng phì cười. Trong mấy hôm ấy, Hoàng Dung vẫn nấu nướng những thức ăn ngon lành cho Quách Tĩnh, chỉ là không hề lộ mặt. Quách Tĩnh trong lòng yên ổn, võ công tiến triển mau lẹ. Hôm ấy Chu Bá Thông dạy y luyện Cửu Âm Thần Trảo, bảo y ngưng thần, dẫn khí, dùng 10 ngón tay vỗ mạnh vào vách đá. Quách Tĩnh theo cách thức luyện mấy lượt, đột nhiên nảy ý nghi ngờ, lại nói. Đại ca, ta thấy Mai Sư Phong cũng luyện công phu này, chỉ là y thị dùng người sống để luyện, lấy 10 ngón tay vô vào đầu người sống, vô cùng tàn bạo. Chu Bá Thông nghe thế thì cả kinh, nghĩ thầm. Phải rồi, Mai Sư Phong không biết cách thức luyện công cho đúng. Thấy quyển hạ viết 5 ngón phát kình, không có gì cứng không phá được. Chụp vào đầu óc như xuyên vào đậu hũ. Lại không biết câu chụp vào đầu óc. Trong kinh có ý là tấn công vào chỗ yếu hại của địch nhân. Tưởng rằng phải chụp vào đầu người thật, nên lúc luyện công cũng theo đó mà làm. Yếu chỉ của bộ Cửu Âm Chân Kinh này vốn là đường lối học theo tự nhiên của đạo gia. Xua quỷ trừ tà, để trường sinh dưỡng mệnh. Há lại dạy người ta luyện thành võ công hung ác tàn nhẫn như thế sao? Mụ ác bà kia quả thật rất là hồ đồ. Quách huynh đệ đã nảy dạ nghi ngờ, thì mình không thể bảo y luyện công phu này nữa. Lúc ấy, bèn cười nói. Mai Siêu Phong là học theo tà phái, làm sao có thể sánh được với võ công quyền môn chính tông của ta được. Mà thôi, chúng ta không luyện công phu thần trảo này nữa, để ta dạy người một yếu quyết nội gia khác nha. Lúc nói, lại nảy ra chủ ý. Mình đem kinh văn Quyển Thượng dạy y học thuộc lòng trước, lúc hiểu được pháp môn căn bản trong kinh rồi, y nghe tới võ công ghi trong quyển hạ, tự nhiên sẽ thấy thuận ý thành chương, sẽ không nghi ngờ gì nữa. Lúc ấy, bèn đem kinh văn trong quyển thượng từng chữ từng câu, từ đầu đến cuối, đọc cho y nghe. Câu chữ trong kinh văn ý nghĩa rất sâu xa, chữ nào cũng hàm chứa huyền cơ. Quá tỉnh nhất thời, làm sao lãnh hội. Chu Bá Thông thấy tư chất của y quá ngu xuẩn, cứ đọc một câu, lại bảo y đọc lại đi. Đọc đi đọc lại mấy mươi lần, thì Quách Tĩnh tuy không hiểu rõ ý nghĩa,
nhưng đã có thể sang sảng đọc thuộc lòng. Đọc thêm mấy mươi lần nữa thì đã nhớ kỹ. Qua vài hôm, Chu Bá Thông đã đem quá nửa kinh văn dạy cho Quách Tĩnh. Bảo y cố học thuộc, đồng thời theo yếu quyết trong kinh văn mà tu tập nội công. Quách Tĩnh thấy pháp môn nội công trong kinh văn này nhất quán với nội công mà Mã Ngọc truyền thụ, chỉ cho rằng là võ học huyền môn sâu xa. Nghĩ Chu Bá Thông đã là sư thúc của Mã Ngọc thì sở học tự nhiên phải tinh thâm hơn. Hôm trước, lúc Mai Sư Phong trong Triệu Dương phủ ngồi trên vai y nghênh địch, đã vất vả hỏi y về bí quyết nội công của đạo gia. Đủ thấy về chuyện này y thị không biết gì, nên trong lòng càng không chút nghi ngờ. Tuy thấy Chu Bá Thông thỉnh thoảng lộ ra vẻ cười cợt, nhưng cũng chỉ cho rằng tính y vốn đã như thế. Không ngờ rằng y đang giở một trò đùa rất lớn ra với mình. Đoạn cuối cùng của quyển Thượng Chân Kinh có hơn 1.000 chữ, toàn là quái văn sấm ngữ, líu la líu lo, không sao hiểu được. Chu Bá Thông ở trong động bấy nhiêu năm, đã suy nghĩ, tìm tòi mấy trăm lần, nhưng thủy chung vẫn không hiểu. Nhưng lúc ấy, bất kể 3721, cứ bắt Quách Tĩnh phải học thuộc tất cả. Quách Tĩnh hỏi y: "Đoạn sấm ngữ này có ý tứ gì vậy?" Chu Bá Thông nói: "Hiện giờ thiên cơ không thể tiết lậu, người cứ học thuộc đi đã." Bắt y học thuộc hơn 1.000 chữ quái văn không có ý nghĩa gì ấy, so với việc học thuộc kinh văn còn khó gấp bội. Nếu đổi là một người thông minh lanh lợi khác thì nhất định không sao học thuộc được. Nhưng Quách Tĩnh lại có nghị lực hơn người. Đọc xong hơn 1.000 chữ, đã nhớ kỹ một thiên quái văn trúc trắc kỳ lạ đó. Hôm ấy, sáng sớm tỉnh dậy, Quách Tĩnh luyện công xong, mở giỏ cơm mà người lão bộc mang tới. Chợt thấy trên một cái bánh màn thầu lại đánh dấu có thư. Y không chờ ăn xong, cầm cái bánh bước vào rừng, lấy viên sáp bẻ ra xem thư. Vừa nhìn qua, bất giác hoảng hốt, thấy trong thư viết: "Tỉnh ca ca, tay độc cầu hôn cho cháu y, muốn cưới ta làm cháu dâu của y. Gia gia đã đáp..." Lá thư ấy viết chưa xong, chỉ là vội vàng cho vào viên sáp. Nhưng xem lời lẽ trong thư thì sau chữ đáp nhất định là chữ ứng. Quách Tĩnh trong lòng hoảng loạn, chờ người lão bộc nhặt nhạnh chén đĩa đi rồi vội đưa thư cho Chu Bá Thông xem. Chu Bá Thông nói: "Cha y thị đáp ứng cũng được, chuyện này không liên can đến chúng ta." Quách Tĩnh vội nói: "Không được, Dung Nhi đã hẹn ước với ta rồi, nàng nhất định sẽ phát điên lên thôi." Chu Bá Thông nói: "Lấy vợ rồi, có rất nhiều công phu không thể luyện được. Đó là chuyện rất đáng tiếc. Ta cũng thường hối tiếc. Chuyện đó cũng không cần nói nữa. Hảo huynh đệ, ngươi nghe ta nói chứ. Cứ không lấy vợ là tốt nhất." Quách Tĩnh thấy y càng nói càng không hợp, chỉ một mình lo lắng. Chu Bá Thông lại nói: "Năm xưa, nếu ta không để mất thần đồng tử, không thể luyện thành mấy môn công phu lợi hại của sư phụ, thì lão ta làm sao nhốt ta trên cái đảo quỷ này được. Ngươi xem, ngươi còn nghĩ tới vợ thì đã phân tâm rồi. Công phu hôm nay nhất định là luyện không có thành đâu. Nếu đúng là cưới con gái của hoàng lão ta, đáng tiếc ơi là đáng tiếc. Nhớ lại năm xưa, ta chỉ bất quá..." Chuyện đó cũng không cần nói nữa. Nhưng nói tóm lại là nếu có nữ nhân lằng nhằng theo ngươi, ngươi luyện võ công không được, cố nhiên là không hay. Nhưng lại còn đối xử không tốt với bạn bè, đắc tội với ca ca.
Giá lại, người không quên được Y Thị. Không biết bây giờ Y Thị... Nói tóm lại là không nên thấy mặt đàn bà, càng không nên chạm vào người họ. Ngươi dạy Y Thị công phu điểm quyệt, để Y Thị mò quyệt đạo trên khắp người ngươi. Đó lại càng mắc lừa. Muốn cưới Y Thị làm vợ lại càng muôn ngàn lần không được. Quách Tĩnh thấy Y lầm rầm con cà con kê, mấy lần nói lấy vợ là chuyện không hay, càng thêm phiền não, nói: Ta cưới hay không cưới nàng thì sắp tới sẽ nói. Đại ca, ngươi nên tìm cách cứu nàng trước đã. Chu Bá Thông cười nói: Tay độc là người rất xấu, gã cháu Y chắc cũng chẳng phải là người tốt. Con gái Hoàng Lão Tà tuy xinh đẹp nhưng cũng giống Hoàng Lão Tà, toàn thân đầy tà khí. Cứ để cháu Tay Độc cưới Y Thị làm vợ, vừa phải chịu khổ, vừa không luyện được đồng tử công, nhất cử lưỡng đắc, không phải nhất cử lưỡng thất, thành toàn hai điều không đẹp, há chẳng hay à. Quách Tĩnh thở dài một hơi, bước vào rừng, ngồi xuống đất, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghĩ thầm: Cho dù mình phải chết trên đảo Đào Hoa này, cũng phải đi cứu nàng. Trong lòng đã quyết ý, bèn nhảy bật dậy, chợt nghe trên không có hai tiếng kêu, hai cái bóng trắng xà xuống, chính là hai con bạch điêu mà Đà Lôi đem từ Đại Mạc tới. Quách Tĩnh cả mừng, đưa tay cho chim điêu đậu xuống. Chỉ thấy trên chân con điêu trống buộc một cái ống trúc, vội vàng gỡ ra, thấy trong ống trúc nhét một lá thư, chính là thư Hoàng Dung gửi cho Y. Đại khái nói tình thế hiện tại rất cấp bách, nay mai Tay Độc sẽ dắt cháu Y tới nộp sính lễ. Cha quản thúc nàng rất nghiêm ngặt, không những không cho nàng rời khỏi phòng nửa bước, mà ngay cả việc nấu nướng cho Y cũng không được phép. Việc tới thế này, nếu quả thật không có cách nào thoát thân thì chỉ còn có chết để tỏ chí thôi. Đường đi trên đảo cổ quái, nơi nào cũng có cạm bẫy, ngàn vạn lần không thể đi tìm nàng, vân vân. Quách Tĩnh ngẩn người một hồi, rút chủy thủ ra, khắc lên ống trúc 6 chữ: sống cùng chỗ, chết cùng chỗ. Buộc ống trúc lại vào chân bạch điêu, rung tay hất một cái, hai con điêu giọt lên không vòng mấy vòng rồi bay về hướng bắc. Y trong lòng đã quyết, lập tức thanh thản, ngồi xuống đất vận công một lúc rồi tới gặp Chu Bá Thông để học ý nghĩa kinh văn. Lại qua hơn 10 ngày, Hoàng Dung không có thư từ gì. Quách Tĩnh đã học thuộc toàn bộ kinh văn quyển thượng. Chu Bá Thông mừng thầm, đem những võ công ghi trong quyển hạ từng môn, giảng giải cho Y nghe. Nhưng không bảo Y luyện ngay, để Y không nhìn thấy chỗ sơ hở. Quách Tĩnh cũng từ từ ghi nhớ từng môn, trước sau đọc hết mấy trăm lượt, đã thuộc lào cả quyển hạ. Ngay cả một thiên quái văn, nào là ngang lý nạp đắc, nào là hợp hổ văn bát âm, cũng thuộc lòng không sai một chữ. Chu Bá Thông nghe thấy rất khâm phục, nghĩ thầm: Công phu ngốc của thằng tiểu tử ngốc này thì lão Hoàng Đồng tự thẹn là không bằng, cam bái hạ phong. Một đêm trời trong vắt, ánh trăng vàng vặc chiếu trên đảo, trên biển sáng ngời. Chu Bá Thông và Quách Tĩnh chiết chiêu được một lúc, thấy võ công của Y lúc bất tri bất giác đã tăng tiến rất xa. Nghĩ thầm, ghi chép trong chân kinh quả nhiên rất có đạo lý. Sau này Y luyện được hết toàn bộ võ công trong chân kinh, chỉ e công phu còn cao hơn cả Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công. Hai người đang ngồi dưới đất trò chuyện, chợt nghe trong đám cỏ xa xa vang lên một tràng tiếng túp túp. Chu Bá Thông hoảng sợ kêu: Có rắn. Câu nói chưa dứt, tiếng động lại vang lên rào rào, tựa hồ có một bầy rắn kéo tới. Chu Bá Thông biến hẳn sắc mặt, xoay người chạy vào động. Tuy võ công của Y đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, nhưng vừa nghe thấy tiếng bầy rắn rào rào như thế, lại sợ tới mức hồn phi phách tán. Quách Tĩnh lăn một tảng đá lớn chặn ngoài cửa động, nói: Đại ca, để ta đi xem, ngươi đừng ra ngoài.
Chu Bá Thông nói: Người cẩn thận đó, đi mau về mau. Ta thấy cũng chẳng cần phải đi xem đâu. Rắn độc thì có gì đẹp chứ? Tại sao lại có nhiều rắn như thế? Ta ở trên đảo Đào Hoa 15 năm, trước nay chưa hề thấy qua một con rắn. Nhất định là có chuyện rồi. Hoàng lão tà tự khoe là thần thông quảng đại, mà cả cái đảo Đào Hoa nhỏ xíu này cũng dọn dẹp không sạch. Rùa đen ba ba, rắn độc rết độc, cái gì cũng cho bò lên hết. Thưa quý thính giả, đảo Đào Hoa sắp xảy ra sự kiện gì? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên làn sóng FM 91MHz quý vị nhé. Hãy gửi những ý kiến của quý vị về chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.